phân biệt cơ sở phát sóng từ Phú Xuyên chuyên mục Lưu Tướng Lễ số 21. Kính thưa các bạn, tiếp theo cái phần 1 tôi đang nói về cái lá cờ đỏ sao vàng và cái lá cờ của Trung Hoa, đồng thời là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Để sang cái phần 2 này thì tôi lại nói thêm cái lá cờ vàng ba sắc đỏ. Thì thưa các bạn, cái trong cái chuyên mục Lưu Tướng Lễ số 10 ấy, thì tôi có trả lời cô Đỗ Thanh Vân trong tên là cái tiêu đề của nó là Đỗ Thanh Vân và những ai đang cổ suý cờ vàng này, ba sắc đỏ. Thì mong các bạn nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì các bạn vào cái chuyên mục đấy, ở đấy tôi đã chứng minh cái nguồn gốc ra đời của lá cờ vàng ba sắc đỏ. Ở đây tôi chỉ nói thêm cái mục mà anh gì là gọi là Lạc Chiêu đấy, anh nói rằng là cái lá cờ vàng ba sắc đỏ nó mang cái tinh thần dân tộc, nó tiếp nối của cái bài Trưng Bài Triệu, và ngay cả cái lá cờ của Đinh Bộ Lĩnh thì là bài Trưng Bài Triệu là như thế. Kính thưa các bạn, hôm qua tôi đang nói dở trong cái video clip số 20 ấy, thì khi mà cái quân Nhật tấn công vào Mãn Châu thì lúc này Tưởng Như Thạch là không dám hoãn cái cuộc tấn công vào cái khu giang tây của quân Trung Quốc ấy. Thì bởi vì là ông Tưởng Như Thạch đang tập trung tới 1.500.000 quân, 1.500.000 và 270 máy bay ông bao vây. Tức là cái chiến thuật là chiến thuật thùng sắt và ông bao vây xung quanh đấy, và cuối cùng là ông cứ dồn dần đảo vào dần, và cuối cùng là tổng tấn công rồi tiêu diệt toàn bộ quân Trung Quốc. Đấy là cái kế hoạch của Tưởng Như Thạch như thế. Nhưng mà khi quân Nhật tấn công vào cái Mãn Châu ấy, thì Nhật là phải hoãn lại và không tấn công được. Thì lúc này ấy, thì ở cái khu Phúc Kiến, cái chỗ Thượng Hải, bảo vệ Thượng Hải ấy, thì có một cái việc thế này, tức là cái lộ quân của Tưởng Như Thạch, lộ quân thứ 19 ấy, thì ở đây là tôi cũng không biết là cái lộ quân gì, nhưng mà chắc là có lộ quân, tôi suy được là lộ một lộ, tức là nó tương đương với một sư đoàn, chắc là thế, hoặc là hơn một sư đoàn nào đó. Thì cái lộ quân này là lộ quân 19 thì cố gắng bảo vệ Thượng Hải nhưng mà không bảo vệ được. Sau đó thì phải rút về Phúc Kiến. Đấy, nó rút về Phúc Kiến. Thì cái trong cái lúc đấy thì họ nghe tin là Tưởng Như Thạch là hòa hoãn với Nhật. Thực ra hòa hoãn với Nhật là Tưởng Như Thạch là có một cái âm mưu là hòa hoãn với Nhật xong là để tấn công tiêu diệt cái Hồng quân Trung Quốc. Đấy. Thế nhưng mà hai cái tướng của Tưởng Như Thạch ấy, đấy là ông tướng ông tướng này tên là ông tướng Tưởng Quang Lại và Thái Đình Khải. Hai ông tướng này là sau khi rút về cái Phúc Kiến rồi thì nghe tin là Tưởng Như Thạch là hòa hoãn với Nhật, thì hai ông này là phản đối cái đường lối của Tưởng Như Thạch và đánh điện tín và ly khai luôn cái quân của Tưởng Như Thạch và hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc để đánh Nhật. Đấy là cái hai cái ông là Tưởng Quang Lại và ông Thái Đình Khải, hai ông này là tướng. Thế xong đó là tuyên bố ly khai và ủng hộ đường lối kháng chiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế thì đến ngày 26 tháng 10 năm 1933 đấy, thì cái lộ quân số 19 này thì viết cử cái đại biểu về Giang Tây để họp bàn với Đảng Cộng sản Trung Quốc ở đấy để cái đường lối chống Nhật, để hợp tác với Nhật. Thì đến ngày 22 tháng 11, tức là lúc cách gần tháng, thì cái lộ quân thứ 19 này mới thành lập cái chính phủ gọi là Chính phủ Nhân dân nước Cộng hòa Trung Hoa. Đấy, và tuyên bố Lý Thế Thân làm chủ tịch. Chúng ta biết là như thế. Cho nên cái cờ Phúc Kiến này và tuyên bố cái lá cờ thanh thiên bạch nhật của Tưởng Như Thạch là người ta bày bổ. Nên nhớ nha, cái lá cờ của Tưởng Như Thạch là lá cờ thanh thiên bạch nhật. Cái lá cờ này
là nó có một cái, nó là hình chữ nhật, và nửa trên là đỏ, nửa dưới là xanh nhưng mà xanh lương. Nó hơi giống như cái cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, nhưng mà cái màu nó khác, màu xanh lương chứ không phải màu xanh đậm lá cây như của cái Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Ở giữa thì có ngôi sao, này nó ở giữa có ngôi sao, thì nó thế này, thì người ta trích cái câu tức là dĩ thượng hạ lam ấy, tức là thượng đỏ mà hạ là lam, tức hạ là dưới là màu lam, đấy, xanh lam đấy. Đấy. Thứ hai là trung khảm ngũ hoành tinh kỳ, tức là ở giữa thì là một cái ngôi sao của năm cánh, đấy, vi quốc kỳ, cho nên mới gọi là cái cờ đỏ sao vàng giống như cờ đỏ Phúc Kiến, hoàn toàn sao vàng, hoàn toàn chuyên tài. Đấy, cái cờ Phúc Kiến nó khác hoàn toàn, nó không giống như cờ, cái cờ Phúc Kiến mà trong một cái video clip nó có quay, nên là nó có một cái ngôi sao, và nó cái ngôi sao và có cái búa liềm ở giữa, đấy, nó quay tròn như này, và là cái ở nền là vẫn là nền đỏ, nền đỏ toàn toàn, và có một cái khoanh tròn và trong cái ngôi sao nó có cái búa liềm, nên nó bảo đấy là cờ Phúc Kiến, và hồn chứ lấy cái mẫu thôi theo cái lệnh công an thì hoàn toàn chuyên tài. Và nó không biết gì về cái lịch sử, bởi vì cái lúc này ấy, là nói cho các bạn biết là cái lúc này là Mao Trạch Đông không có một cái vai trò gì trong, nó cũng có vai trò ta đây cũng trong cái ủy viên trung ương nhưng mà không có vai trò quyết định, và ông lúc đấy cũng đang lẩn trốn bởi vì là cái sự tấn công của quân Thực Dân Thành. Ở đây tôi lại nói cái chuyện là khi cái Vạn Lý Trường Chinh nó rút, thực ra đó là cuộc rút chạy khỏi quân, khỏi sự tiêu diệt của quân Thực. Vì chúng ta biết là ở cái vùng Giang Tây là cái tỉnh Giang Tây thì cái quân Nhật tập trung 1.500 quân, ý định của nó thế. Và nó sợ ép rồi là người nó biết quân Giải phóng nhân Trung Quốc là không chết khó khăn bởi vì không nấu ra được. Lương thực thiếu, đạn không có. Không có đạn, không có nơi cung cấp. Cho nên là chính cái lúc này là bị tiêu hao lực lượng rất nhiều và người chết trở xuống, cho nên là người ta chỉ trích mà trong Mao Trạch Đông lúc đó là bị mất chức không quản cái gì. Đấy, cho nên là nói bảo là lấy theo lá cờ, mà trong đó lá cờ đỏ sao vàng, chúng ta là có ý tưởng từ năm 1920, lúc này hôm tôi đã nói rồi đấy, và năm 26 khi Bác Hồ về đến Quảng Đông Quảng Tây, và đến năm 30 thành lập đảng cũng đã có ý tưởng, đã phổ biến. Đấy, cho nên là chúng ta biết là trong những cái cuộc là biểu tình năm 1900 cái năm kỳ khởi nghĩa ở năm 40 là đời xuất hiện cờ đỏ sao vàng. Cho nên Bác Hồ có viết trong cái nhật ký trong tù là canh bốn cái năm vừa chợt mắt sao vàng năm canh bộ quạch, thì cái trước mà cái cờ của Trung Quốc là mãi đến năm 1949 27 tháng 9 mới ra đời. Lúc đây mới vẽ ra cái lá cờ. Thế nó nói thế, cho nên nó bảo là, và ở đây tôi cũng nói này, cái lúc đấy Trung Quốc ấy, từ năm 1933, một nói chung là từ năm 21 mới thành lập, cho đến năm 1949 thì Trung Quốc lúc nào cũng phải tranh thủ Liên Xô, mà cái đến năm 55-56. Cho nên là bảo là ông Mao là ông không muốn ảnh hưởng coi chung đối thoại với cái lá cờ của vua liềm, rất là nó sai hoàn toàn, mà nó ngu dốt không biết. Cái nhà Chiêu là không hiểu gì về đảng, không hiểu gì, ông gọi là Lạc Chiêu không biết cái gì cả. Bởi vì cái lá cờ vua liềm đó là cái cờ đó là cái cờ của đảng, của đảng, bởi vì nó chỉ có đại diện cái đảng, nó chỉ có hai giai cấp thôi, là công nhân và nông dân, là hai lực lượng cách mạng. Bữa Việt Nam chúng ta là nó thế, là chỉ có hai cái giai cấp là cách mạng nhất. Thế còn đại đoàn kết dân tộc nó phải là tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta đánh đổ giai cấp bóc lột đi, đánh đổ cái bọn phong kiến, cái bọn đế quốc thì chúng ta, cho nên có năm cánh này như thế. Đấy. Mãi đến năm 1956 thì lúc này bên Liên Xô nó có một cái gọi là cái cơn sốt đấy, là chủ nghĩa xét lại. Thì lúc này Trung Quốc bây giờ với người ta gọi là với bài xích Liên Xô, có thể là bài xích trong cái giai đoạn 56 hay là 560, nhưng mà trong cái khoảng đấy thì tôi nhớ khoảng năm 1963
thì tôi được xem cái bộ phim mà chiếu công khai ngày xưa thì không có truyền hình, không có vô tuyến, không có tivi gì cả. Thế một tháng là một tháng có thể là một hai lần là người ta cái đoàn chiếu bóng người ta về cái địa phương đấy người ta chiếu. Ta đi xã này thì khác, có một đoàn chiếu bóng. Thì một huyện tôi là có hai đoàn chiếu bóng, một là một đoàn là một 366, một đoàn là 366 và 365. Cái đoàn chiếu phim mà người ta đi, một bên sông, một nửa huyện này, một nửa huyện kia, người ta cứ đi hết huyện này huyện khác, xã này khác, cứ mỗi xã chiếu hai đi, xong đến lại xã khác. Như vậy là có 28 xã. Có 28 xã thì người ta chia đôi thành hai đoàn, thì là cứ một đêm là cứ một xã là ta chiếu hai đi. Đấy, nó thế. Thế còn hai ngày là người ta được nghỉ, thì người ta cứ đi chiếu. Thì có cái bộ phim gọi là bộ phim Hoa Mã Lan, Hoa Mã Lan của Trung Quốc sản xuất. Ở trong đấy cái bộ phim nó rất hay. Lần đầu tiên chúng tôi được xem bộ phim mộc, và cái cảnh là người tay không bay trên trời, lúc nó hiếm, không có. Như bây giờ tôi nội không, như bây giờ ghép hình hay là bay trên không thì như tôi cũng có thể làm được, nhưng mà cái 5-60 nữa là lạ. Thế nên thấy tôi nội không hay là cái những người bay trên trời hay là đang tự nhiên người hóa cho con chim hóa cho con người là lúc đó nó lạ cho rất hay. Thì cái bộ phim này là mục đích là công kích cái chủ nghĩa sát lại của Liên Xô, thì lúc đấy mới chứ còn bảo là đối chọi với Nga, tôi xin lỗi với cái ông Lạc Chiêu là không hiểu gì về lịch sử cả. Đã từng cái giai đoạn nó khác nhau đấy. Thế thì cho các bạn, tôi đang nói về cái chuyện là quân của quân Trung Quốc là rút khỏi cái Giang Tây. Thì khi đến cái cực nam của cái tỉnh Hồ Tây rồi, là cái lúc đấy Hồ Nam, thì ở đấy nó có một cái điểm là ta gọi là nó yếu nhất của quân Đường, cho nên là cái hồng quân này chấp thủ. Và cái cuộc hành quân này này để lại là 30.000 quân ông lúc đó chung là để lại 30.000 để ngăn cản, để đánh lạc hướng quân Tưởng và đồng thời ngăn cản quân Tưởng nó chiến kích. Thì tôi nhớ là có ông Cù Huy Bạch là trước đây là tổng bí thư là ở lại là phụ trách ý. Và ông Trần Nghị là ở lại để phụ trách để mà chặn chân. Đấy là cái trận. Và trong cái trận mà trong cái cuộc mà Trường Chinh này, vạn lý Trường Chinh này, thì vợ Mao Chỉ Đông là Hạ Tử Thần Trần đấy, là để lại hai đứa con sau này cũng mất tích không qua, tưởng là gửi trong dân, sau là để sau khi chiến thắng năm 19 quay lại tìm nhưng mà không thấy, có lẽ bị tàn sát trong khi mà quân Tưởng nó vào tàn sát hết đấy. Thì chính cái ông Cù Huy Bạch này là cũng bị bắt trong khi mà quân Tưởng nó tràn vào thì nó bắt hết và nó giết 30. Trong cái 30.000 quân này là chỉ mất 10.000 quân là thương binh rồi, vũ khí thì như hôm qua tôi nói là rất là thiếu thốn, lương thực thiếu thốn đấy. Thì quân Tưởng tấn công vào thì làm gì mà cho thu, nhưng mà cũng bảo toàn được cái lực lượng là đi. Thế thì cái đoàn quân này là xin nói các bạn là đi từ cái đầu này đến đầu kia, tức là từ cái đầu đoàn quân này đến cái cuối đoàn quân này, là dài 80 cái số, thì các bạn biết là bao nhiêu bạn này, dài 80 cái số. Đấy, cái gọi là cái cuộc vạn lý Trường Chinh. Nhưng mà phải nói là đi đến đâu thì là quân Tưởng lúc đó bắt đầu mới phát hiện ra là quân giải phóng quốc là rút lại, cho nên truy kích. Nó truy kích. Thế mà có một cái chuyện là nó truy kích ấy. Thì nó ông này ông mới phong cho hai cái ông, một cái ông Tưởng như thầy là ông phong cho ông nào nhỉ? Ông Tưởng Hoa Lâm đấy, là phong là cái tư lệnh quân truy kích của cái quân giải phóng, tức là của quân của Tưởng để truy kích quân đấy. Thế và nó dùng quân nó chặn cái sông Tương Giang mà đánh nhau với quân của Hồng quân Trung Quốc. Thì ta biết Hồng quân Trung Quốc là chết ở đấy là bao nhiêu, 50.000 quân chết la liệt, bởi vì đạn không có
bạn cũng ăn thì đói. Thì tôi cũng xin thưa các bạn thế này. Thì ông Thành Thái lên ngôi ấy, thì năm 1889, thì lúc đó là ông vừa 10 tuổi. Hôm trước thì tôi có dẫn chứng là cái khi mà lên ngôi là trong cái tình trạng là bắt buộc ông lên ngôi, chứ ông không phải lên nữa. Ông không, lúc đó là đang trẻ con 10 tuổi thì trẻ con. Nhưng mà cha là dục đức và cha đã bị giết trong cái mới làm vua mới được có mấy ngày thôi. Thì là bị cái phái chủ chiến là bởi vì ông dục đức ấy, thì là vợ mà ông này lên làm vua, tức là ông này tức là quân nuôi của tử Đức nhận quân nuôi là năm 1867, thì là ông ta sinh năm 1952 mà, thì đến năm 1883 thì ông lên vua, lên ngôi. Thì lúc đó lên thì được có mấy tuổi, mới có mấy ngày thôi. Thì trong cái di chiếu của ông tử Đức có nói rằng là thì là ông Thục Đức ấy, thì là có cái một cái con mắt ánh sáng, tức là ta nói là mắt trục, cho nên là cái mắt sáng thì là như thế, là nhìn đời nó không được trong sáng, tức là cái con người nên nó là không thông minh. Thứ hai là ông Thục Đức này có tính hiếu dâm, trong hiếu dâm. Thì cho ta biết ông Thục Đức này thì là cũng đang ngủ cả với vợ của vua Trang, tức là thì bởi vì ông tử Đức thì chúng ta biết là ông này là không có con. Ông này lấy cả những cái người mà đã có con chồng trước rồi nhưng mà vẫn không có con. Đấy, thì trong cái quyển kể chuyện vua quan nhà Nguyễn thì của ông, của cụ Phạm Khắc Khỏe, ta phải gọi là cụ, bởi vì cụ này là cụ thông thái lắm, cụ rất là giỏi. Cụ có viết cái chuyện là kể chuyện vua quan nhà Nguyễn, thì cụ có kể lại cái câu chuyện thì chúng ta thấy. Và trong cái cuốn này thì cụ có nói rằng là sau khi mà Đồng Khánh bị khế chốt rồi thì lúc đấy là các quan mới họp bàn và chọn ai, thế và chọn Thành Thái đấy. Và lúc đấy là các quan là chúng ta là quen cái thói bùn nhìn không dám được nữa. Cho nên bị mang sang hỏi cái khâm tư pháp đấy, nó là thế. Thế và lúc đó lên làm vua thì có mấy cái tiêu chuẩn như này. Cái tiêu chuẩn thứ nhất ấy, là phải là người hoàng tộc rồi các bạn. Thứ hai là phải cái người chống pháp, là người chống pháp, tức là cái phe ở trong triều đình có một cái phe chủ chiến đối chọi với pháp, chống pháp đấy. Nhưng mà lại phải vừa thân pháp, bởi vì pháp lúc nó cai trị, mà cái họ lúc năm 1884 thì ta biết là họ đã thân là cái triều đình nhà Huế là không còn quyền hành gì nữa, hầu như hết tất cả nó không còn. Thì tôi đọc trong đó cái điều ước là có bao nhiêu điều ước là pháp nó nắm cả, nghĩa là nếu như không chống pháp không là không lên được, cũng bị tiêu diệt. Mà nếu mà thân pháp cũng bị cái phái chủ chiến là ông Tôn Thất Thuyết và ông Nguyễn Văn Tường là cũng phế chốt luôn. Đấy, nó là thế. Thân pháp thì cũng chết, chính là dục đức là thân pháp, cho nên là ông Nguyễn Văn Tường và ông Tôn Thất Thuyết là ra lệnh là mang một cái lệnh của bà Từ Dũ đến đọc, đấy là bắt cái ông Dục Đức là kết mấy tội. Một cái tội là mang một cái giáo sĩ vào trong cung mà không hỏi ý kiến ai, mà lúc đó là triều đình người ta rất ghét cái giáo sĩ người ta, lúc loạn triều đình, lúc loạn yêu sách nhiều đấy. Cái thứ hai nữa là thông dâm với cả vợ của vua cha, và cái tội thứ ba là cắt một đoạn trong di chúc của vua cha, có ba cái tội như thế. Cho nên là dục đức thật ra là dục đức là cái tội, tội thân pháp, làm tay sai cho pháp, cho nên là không được lên là bị chết. Thế rồi đến Hiệp Hòa cũng thế, Hiệp Hòa là cũng đang nằm là cái ông, xin lỗi là ông không biết là ông Nguyễn Văn Tường không gì đấy, là cũng là vào là mơn trớn cái bằng ông này là không biết thế nào là ta gọi là khi mà cái ông vua này là ông bị lên độ mùa gì đấy, xong đó là cái ông Văn Tường vào thì lại có mơn trớn gì với cái bà mẹ thế nào, tôi nhớ không mà. Thì ông này bảo là tao mà khỏi bệnh thì chúng mày chết hết, thì là sau bảo sai một cái ông thầy y lấy thuốc rồi sau là cáo có nhiều vua phải chết, phải băng hà như thế. Là cái câu chuyện nó là như thế. Thì xong đó là đến ông Phúc Kiến. Phúc Kiến xong đến Hàm Nghi, Hàm Nghi là chống pháp rồi.
chống Pháp thì là cũng bị phế chuất, chống Pháp mà ra mặt cũng bị chống Pháp. Cho nên là như thế. Cho đến Đồng Khánh, Đồng Khánh thì là nị Tây, nị Tây hoàn toàn. Cho nên ông Phan Bình là ông, chính ông Phan Bình là ông có chửi ông Đồng Khánh cái lúc mà đang đi ra Nghệ An, là ông Phan Bình nó mới nói là cái đồ nị Tây, cho nên là bị bắt giam và là chết trong tù đấy. Mà chính ông Phan Bình là ông ngoại của Thành Thái đấy. Cho nên là Thành Thái được chọn lên là vua có mấy tố này: một là có bố thì là thân Pháp, nhưng mà ông ngoại thì là chống Pháp. Thứ ba nữa là con nhỏ đấy, nó là thế. Nhưng mà lại thân Vatican. Ông này thì cũng chưa, lúc mới nhỏ thì cũng chưa phải, nhưng mà bố là có quan hệ với Vatican. Nhưng mà lúc đấy là Ngô Đình Khải Khả đấy, là bố của Ngô Đình Diệm, là được cái tòa thánh Vatican là cử lên mà dạy cái ông này để hướng cho ông vua Thành Thái này là đi theo con đường của Vatican để chống lại cái con đường khác. Để chúng ta thấy rằng là cái mâu thuẫn của chế độ thực dân và cái tòa thánh lúc đó đã lên cái đỉnh điểm. Thực ra là họ mâu thuẫn như thế thôi, nhưng mà không bao giờ tiêu diệt nhau. Đấy, bởi vì thế này, anh Pháp muốn xâm lược Việt Nam được, muốn thực hiện chính sách là phải có Vatican. Đấy, nhưng nó là thế. Nhưng mà Vatican là cái anh mà mở đường cho thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, mà không phải Việt Nam, là một số nước cũng thế. Tôi tìm hiểu là bên Trung Quốc cũng như thế. Nó là thế. Cho nên là nó cần cái gì là cha và các giáo sứ chỉ hô hào, dân gọi là các giáo dân là người ta phản đối. Cho nên là cái giáo sĩ này họ rất muốn nắm cái quyền lực này, cái người mà theo. Cho nên sau này là chính là Bảo Đại là làm mối cho lấy cái bà Thị Lan là con của người thứ bài ở trong Bò Công là bà này là bà theo đạo Thiên Chúa. Thế là chính là cái điều đấy. Vatican cũng rất muốn là một cái triều đình là đi theo hoàn toàn là Vatican. Nhưng mà Pháp thì lại muốn một cái triều đình này là làm việc theo cái chế độ Cộng hòa. Đấy, cho nên nó là thì báo cáo với các quý vị đấy, các khán giả là thế. Cái chỗ này là tôi đã không biết, tôi đã phân tích rồi. Hôm nay là tôi nói lại như thế thôi. Thế thì cái lúc mà các giáo sĩ, cái lúc ông vua Thành Thái thì làm sao mà biết được những cái. Nhưng mà do cái ông vua Ngô Đình Khả này là sai khiến các giáo sĩ của người Pháp và người Việt Nam vẽ ra cái lá cờ để biểu tượng cho cái triều đình là triều đình Huế, thì mới vẽ ba cái cờ vàng bát trọng đổ, là ba cái trọng đổ là biểu hiện cho ba ngôi chứ không phải ba miền. Tôi nói các bạn nó không phải ba miền. Sau này người ta suy luận là ba miền nó có ý nghĩa ba miền, nhưng mà lúc đấy là trong tâm tưởng của những người vẽ là người ta đó là có biểu tượng cho là ba ngôi Chúa Trời, Chúa Con và Thánh Thần. Đấy là nó thế. Còn màu vàng, một số các bạn nói là màu máu đùa da vàng này, máu đùa da vàng không phải, cái này nó không có biểu tượng cho máu đùa da vàng, bởi vì cái chính quyền này là chính quyền của Pháp và của Vatican, cho nên là gì, nó vì cái dân đâu mà là ra làm đâu, nó không phải. Mà ông Thành Thái thì lúc năm nhỏ tuổi không biết được ý nghĩa của cái lá cờ này. Tôi nói các bạn, khi mà đến thì các quan đến để rước vào cung là ông này ông còn chạy trốn, ông sợ bị bắt mà giết, dễ chết ông còn khóc. Khi mà bà mẹ về thì bà tên là bà Phan Thị Chiêu, bà Chiêu là bà khóc òa lên khi nói là ý tưởng là rước ông này vào làm vua, thì là bà khóc rồi thôi, rồi mong các quan là tha cho mẹ con tôi, như thế đấy, như thế. Cho nên là chính Thành Thái cũng không biết được cái, cho nên ta đừng nói rằng Thành Thái ông chỉ đạo cái này, đừng nói như thế là không hiểu lịch sử chứ cả, không đi tới tận cùng. Mà đây các cháu chỉ là vẽ đi, là tôi xin nói này, cái màu cờ đấy, xin nói là cái màu cờ đó là cái màu là của Vatican này, biểu tượng cho không đúng, không có đúng này. Tôi nói các bạn, thì các bạn biết là cái màu cờ là cái cờ của Vatican cũng là màu vàng của tòa thánh Vatican, và có hai màu, màu vàng và màu trắng này. Thế thì cái màu vàng ấy, của cái cờ Vatican ấy, nó biểu thị cái gì?
Bởi vì ở cái lúc đấy là chưa có cái người ta, cái màu vàng nó biểu tượng cho vàng và cái màu trắng biểu tượng cho bạc. Vàng bạc ở châu Châu tức là cái sự giàu có, sự người ta gọi là quyền quý cao sang, cao sang. Và nó có một cái nửa vàng nửa trắng mà, và có một cái biểu tượng của cái mũ giáo hoàng, và mũ giáo hoàng cũng màu vàng, và một cái chìa khóa của thánh Phêrô, đấy, cái cờ của tòa thánh như thế. Thì tôi nói như các bạn nói là cái một số người là nói là cái màu vàng là biểu hiện cho cái dòng máu da vàng là không đúng, là nó không đúng, là nó mang cái màu của cái hoàng của giáo hoàng như thế. Thế còn một số những trên cái video clip lại nói thế này, là cái màu vàng nó biểu thị cho cái hoàng gia, và chính là cái ông ta gọi là Chiêu đấy, là Chiêu đấy, là cũng nói là từ cái thời bà Trưng bà ấy rồi là cũng lấy cái nền màu vàng. Để tôi xin nói với anh Lạc Chiêu thế này, tôi xin nói rằng anh học chức là nông cạn, nông cạn. Anh nói là cái màu cờ đó là màu cờ của hoàng gia, của vua, tôi xin lỗi anh. Nói như thế thì anh lại thương Trung Quốc đó. Bởi vì Việt Nam ta là cái lúc thời phong kiến là bắt trước theo cái thiên triều nhà Triều Thanh, nhà các đời vua bên Trung Quốc. Đấy. Vì tại sao lại cái màu vàng là nó là thể hiện của cái màu hoàng gia, là chắc là các bạn là nhiều người biết rồi, thì tôi đây là cũng theo cái mạch nói thì tôi nói thế này. Thì cái đầu tiên cái nước Trung Quốc nó nhỏ bé, nó ở cái vùng Hoa Hạ, ở cái hạ lưu sông Hồng Hà, mà sông Hồng Hà thì biết là màu vàng, nó giống như sông Hồng ta là màu lúa, ta gọi là sông Hồng, chứ đấy là sông Hoàng Hà thì nó là màu vàng. Thì ở cái hạ lưu sông Hồng Hà đó là đất đai phì nhiêu, cho nên cái con người đấy thì là người ta phát triển nó. Sau này chính cái bộ tộc người Hoa đấy, cái bộ tộc người Hán trong này nó cứ mạnh lên và nó xâm chiếm xung quanh và nó cứ chinh phục, cho nên lúc nào nó cũng lấy cái biểu tượng của cái màu đây là màu hoàng gia làm ra. Và sau này là nó xâm chiếm cái đất nước Trung Quốc bây giờ, Trung Hoa bây giờ là nó tập hợp, nó xâm chiếm tới 99 nước đó, nói các bạn 99 nước mới thành đất nước Trung Hoa bây giờ. Tôi mới có một cái quyển là lịch sử Trung Quốc dày thế này, các đời đế vương Trung Quốc dày thế này. Tôi đang để trên trên thì tôi đã đến được khoảng 99 nước. Thì thưa các bạn là không biết là có quản nước nào được không, chắc là hay là có sốt cái gì đâu, nhưng mà tôi đã đến được 9 cái từ nước Kim, nước Thục, nước Tề, nước, rồi nước Nam Việt, rồi là nước Nam Chiếu, tức là nước Tấn, nước Tần, thì tức là nó rất là nhiều nước Sử, báo cáo là nó 99 nước đấy. Nhưng mà cái dân tộc Hoa đấy, cái dân tộc mà ở ngoài này, nó là cái dân tộc thông minh nhất, cho nên nó báo cáo của nó lấy cái biểu tượng, cho nên các hoàng gia cái lúc đấy là những cái nước chưa hồ như Việt Nam là cũng lấy cái biểu tượng. Nhưng mà cái ta biết là những cái người trong hoàng tộc mới được mặc cái áo vàng, có chứ, nhưng mà nó tùy theo cái độ thân tộc, thân của nhà vua để mà mặc cái áo màu vàng bao nhiêu phần trăm hay và có cái biểu tượng gì. Thì cái chỗ này thì tôi nhìn thấy những cái quý tộc ở bên Trung Quốc, trong các bộ phim mà chiếu thôi thì có những người là màu vàng nhiều mà vàng ít, thì cái này tôi cũng chưa hiểu lắm, bởi là như thế nào là vàng bao nhiêu phần trăm thì là nó là như thế. Thì Việt Nam là mình cũng bắt chước, cho nên đừng nói cái lá cờ đó sao, cái là vàng bắt đó là lấy cái đối tượng của hoàng gia, mà ngay cả những cái từ hiện nay tôi nói là trên các thông tin đại chúng là nói là hoàng gia Anh thì cũng không đúng, vì cho bên Anh nó có cái hoàng gia, nó nằm như có cái sông Hoàng Hà, hãy bên hoàng gia thế nào, đây là ta gọi ta để nó nói là cái hoàng tộc thôi chứ không nói là thế. Đây tôi nói với các bạn nó là như thế đấy. Thế sau khi mà cái ông Thành Thái bị thế chấp là vì là chống Pháp, là theo cái ý của ông Ngô Đình Khảo chống Pháp, cho nên là mới bị thế chấp. Thì ông vua, tức là ông Duy Tân, là lúc đấy là con của Thành Thái, lúc đó mới có 7 tuổi lên làm vua. Thì ông Duy Tân sinh năm 1900,
thì lên làm vua năm 1907. Đấy, đó là Duy Tân năm thứ nhất. Đấy là báo cáo đến năm 16 thì mất, thì cũng là theo cái tức là kháng Pháp. Đấy, kháng là cũng chốt Pháp. Cho nên là cũng bị phế chốt. Sau cũng bị điêu đày sang một cái đảo ở bên châu Phi, đảo thuộc Pháp bên châu Phi. À, đấy là nó là thế. Thế thì năm 1900 ta biết là năm 1946 45-46 thì sau khi mà cái nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chúng ta đã được thành lập rồi thì lúc cái biểu tượng cái lá cờ đã có rồi, thì trước khi đó lại còn cái có một cái chi tiết này, lúc này tôi cũng quên nói là cái cờ lá cờ đỏ sao vàng thì sau khi chúng ta cướp được chính quyền rồi thì là mùng 2 tháng 9 thì trong cái dịp đó thì có một cái cuộc họp của Quốc dân Đồng bằng. Thì lúc đó là cụ Nguyễn Văn Tố là cụ không phải đảng viên Cộng sản, không phải người Cộng sản, cụ là cái chí sĩ yêu nước, cụ Nguyễn Văn Tố đấy, thì cụ mới chủ trì cái hội nghị đấy. Đấy thì có mời Bác Hồ mình đến dự với một tư cách là đại, tôi gọi là khách mời thôi. Thì trong cái hội nghị này có rất nhiều đảng phái, rất nhiều cái phe phái, chứ không phải trong cái mặt trận đồng minh này, nó không phải là chỉ có Cộng sản, nó rất nhiều cả đảng Dân Chủ, đảng Việt Cách, Việt Kích, có cả quân Tưởng như vậy. Thì bởi vì trong lúc đấy là có cả Tưởng Chí Thạch, cái quân của Tưởng ấy, thì nó cũng nằm trong, mình phải nhường cho nó bao nhiêu ghế, mà tôi nhớ là hình như 70 ghế, cho nên cũng hoặc cái cuộc họp đấy. Thì một số đảng phái thì được dưới cái sự mà kích động của Tưởng Chí Thạch là phải thay cái lá cờ đỏ sao vàng, lấy đối tượng khác. Thì cái chỗ này là nó dài lắm, bởi vì là báo cáo với các vị khán giả là cái câu chuyện nó dài, cho nên là tôi không nói nữa. Nhưng mà có nhiều cái ý kiến là phản đối cái lá cờ đỏ sao vàng, thì thay cái lá cờ. Thế nhưng mà cái đại biểu của Việt Minh là những cái người mà đi theo Việt Minh, kể cả cái người không phải là đảng viên Cộng sản lúc đấy, nhưng mà cái người mà chiến đấu dưới cái lá cờ của Việt Minh là phản đối, cứ lấy cái lá cờ. Thế thì lúc đó cụ Nguyễn Văn Tố cũng mới mời cụ Hồ lên để phát biểu kiến, thì Bác Hồ bảo nói thế này. Thì Bác Hồ bác nói là sau khi chào hỏi xong và gọi những cái giao đồ xong, cậu mới nói trong đó một cái ý là cái lá cờ đỏ sao vàng đã được Quốc dân Đồng bào thông qua, bây giờ muốn ai muốn thay đổi thì cái hội nghị này không ai có quyền, phải hỏi ý kiến 25 triệu đồng bào trong cả nước. Để cho nên là tất cả là thôi và nhất trí theo ý kiến của hội. Thì bởi vì lúc đấy là tất cả các đại biểu trên toàn quốc hội nghị ở tại Hà Nội. Thì tôi nói với các bạn như thế, để biết rằng cái lá cờ đỏ sao vàng đã được biểu quyết đại biểu nhân dân toàn quốc lúc đấy trên cái mặt dưới cái lá cờ của Việt Minh này, và cái đại hội của cái gọi là Quốc dân Đồng bào ở Tân Trào rồi, và cái hội nghị ở Hà Nội đồng đã chứng minh như thế. Cho nên trong 45-46 chiến đấu trong phong kiến Pháp là toàn quốc từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam là đều chiến đấu với lá cờ. Cho nên tôi có nói thế này, lá cờ đỏ sao vàng là trước đây là ở trong hầm bí mật, kết nạp đảng viên trong những cái căn cứ, những cái, nhưng cái cuộc biểu tình hay là những cái trận đánh cái lá cờ đỏ sao vàng là nó giật trời cái ngày 19 tháng 8, và lúc nào nó cũng đi đầu trong các cuộc đấu tranh và các cuộc chiến đấu. Ta nhìn thấy cái cuộc chiến đấu mà bây giờ người ta quay tại chỗ là cái đội quân mà xông lên cái đồi A1 và cái chỗ mà vào cái chỗ cái hầm Đờ Cát Ri, là cái anh cầm lá cờ đi đầu tiên và quân lính chạy sau, thì đấy là cờ lúc nào cũng dẫn đoàn cho cái đội bộ đội, cho cái đoàn quân là đi đầu trong tất cả các cuộc đấu tranh, cuộc chiến đấu ấy. Ta biết nó biểu tượng cho sức mạnh của Việt Nam, biểu tượng cho ý chí và cái lòng dũng cảm của quân đội và của nhân dân Việt Nam. Đấy, chúng ta phải nhìn thấy thế các bạn ạ. Đấy, chúng ta thấy là tất cả các cuộc đấu tranh, ngay cả cái tổng tiến công vào cái thành phố Huế cũng thế, cái lá cờ cũng đi, đúng không? Và cái cờ mà cái lúc mà vào trên độc lập là cái lá cờ cũng cắm ở trên cái xe tăng, và chính là Bùi Văn Thuận là lá cờ là chạy lên để cắm, lúc nào cũng đi đầu hết. Đấy, tôi nói là các bạn như thế. Đấy, nó biểu tượng cho cả dân tộc, cho nên là trong kháng chiến Pháp là như thế. Đấy, thế còn cái cờ đó trong vàng, tôi nói cái cờ vàng mà trong đó thì tôi nói cái thứ gì vậy,
Mãi đến năm 48 thì cái ông Bảo Đại ông ấy cử ông Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng. Mà hôm trước tôi nói cho ông Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng, tôi nói ông là người Nam Bộ, anh là người Vĩnh Long, đi sang Pháp du học về không biết nói tiếng Việt, nói ngọng như là chúng ta nói cái ngữ. Ông Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng thì ông lên, mà lại lúc đó là đeo quân hàm thiếu tướng của Pháp phong, học trường Pháp và Pháp phong là thiếu tướng. Thế mà bây giờ các bạn lại một số những cái kẻ mà xuyên tạc thì nó nói là cái cờ vàng ba chữ đỏ mới là chính nghĩa, thế là tôi không hiểu các vị cái đầu óc thế nào mà do một người Pháp đào tạo, người Pháp phong là thiếu tướng, đến năm 49 phong là trung tướng, làm thủ tướng, lấy cái là cờ đỏ, cái là cờ vàng ba chỗ làm đối tượng cho quốc gia thế nào, thì tôi nghĩ là hoàn toàn xuyên tạc và rất ngu dốt về cái luận chứng khoa học về lịch sử. Ngày nay thì cái lá cờ đỏ sao vàng này, trước đây thì trong những cái năm từ năm 1954 cho đến năm 75 thì lá cờ đỏ sao vàng thì nó có mặt ở khắp toàn nước rồi, trong các trận đánh rồi, nhưng mà nó còn ở các đại sứ quán, các lãnh sự quán của nước Việt Nam ở 12 nước chủ nghĩa xã hội và một số nước trung lập là chúng ta có đặt đại sứ quán ở đây. Đấy. Nhưng bây giờ là cái lá cờ đỏ sao vàng đã ở gần như tất cả các nước trên thế giới, bởi vì Việt Nam chúng ta quan hệ gần hết tất cả nước, gần 200 nước trên thế giới, nước nào cũng có đại sứ quán và có lãnh sự quán đều có lá cờ đỏ sao vàng. Và lá cờ đỏ sao vàng hiện nay nó còn đi đò đầu trong các cuộc diễu hành, trong cái hội nghị thể thao, trong cái những cái trận đấu thể thao SEA Games hay là Olympic hay là ASEAN. Đấy, ở trong tất cả các đấu trường của thế giới này. Cho nên ở đâu chúng ta thấy lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện này, thì đó là một biểu tượng của cái lòng yêu nước, của cái lòng dũng cảm, biểu hiện của cái ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam. Tôi nhớ năm 2015 thì phải, năm 15 thì cái trận đá bóng của Việt Nam với một đội hình như là không biết nước nào ở trên sân vận động Mỹ Đình, thì có nhiều thanh niên mà học sinh của trường tôi, nhất là cái năm 23 thôi các bạn, trận Việt Nam đá Việt Nam là học sinh trường tôi, nó ai cho đi bỏ học đấy, đi đâu xem đó. Nó bỏ tiền cho nó may áo cờ đỏ sao vàng lên mua vé vào sân, và có nhiều em học sinh thì nó còn mang cái ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp đi vào trong để nó biểu thiện để mà nó cổ vũ quốc. Thì chúng ta thấy là cái lá cờ đỏ sao vàng đấy, Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp là nó là một cái hình ảnh, nó là một cái hình không bao giờ nó phai mờ trong các thế hệ trẻ nhân dân này. Xin kính chào các quý vị khán giả và xin chúc các quý vị khán giả một sức khỏe dồi dào. Xin tạm biệt.